Ngay sau khi tiếp nhận vaccine phòng COVID-19 từ Bộ Y tế, hiện nay ngành Y tế Đà Nẵng đã phối hợp với các địa phương triển khai tiêm mũi 1 vaccine AstraZeneca cho hơn 192.000 người, đảm bảo an toàn tiêm chủng và quy định giãn cách là yêu cầu đặt ra tại tất cả 8 điểm tiêm được tổ chức đợt này. Ghi nhận của phóng viên thời sự tại quận Ngũ Hành Sơn. Do lượng người đến tiêm chủng đợt này đông nhất từ trước đến nay, nên quận Ngũ Hành Sơn đã chú trọng khâu phân luồng và giãn cách ngay từ bên ngoài trước khi vào điểm tiêm. Lực lượng chức năng và các tình nguyện viên đã hướng dẫn người dân xếp hàng và lần lượt thực hiện các bước theo quy định khi vào điểm tiêm, từ khai báo y tế, khám sàng lọc đến khâu tiêm chủng và theo dõi sau tiêm. Hôm nay là được đồng ý của phường về tiêm chủng, giữ độ khoảng cách thì rất là tuyệt vời. Với lại trong thời điểm này tiêm chủng là đúng. Về tâm trạng mình về tiêm chủng thì ngay đó thì tiêm chủng mình cũng ưng là tới lượt mình để là mau đi tiêm chủng để mà phòng chống dịch thôi. Trong đợt tiêm chủng lần này, quận Ngũ Hành Sơn triển khai tiêm cho 21.150 người. Để đảm bảo việc tiêm chủng an toàn và giãn cách, quận bố trí 12 bàn tiêm tại hai điểm tiêm là Trung tâm Văn hóa Thể thao quận và Trường Trung học Cơ sở Trần Đại Nghĩa. Mỗi ngày hai điểm này tiêm được khoảng 5.000 người. Chúng tôi đã huy động tối đa những cái thành phần mà có kinh nghiệm nhất, đặc biệt là phải có được cái chứng nhận về tiêm chủng. Bên cạnh đó chúng tôi có sự hỗ trợ chuyên môn rất tốt từ Sở Y tế và CDC thành phố. Trong tiêm chủng thì muốn luôn đặt hai cái vấn đề quan trọng, vừa đảm bảo an toàn chuyên môn về tiêm chủng, nhưng bên cạnh đó cái mục tiêu mà giãn cách để phòng chống dịch rất quan trọng. Thì để đạt được điều đó thì chúng tôi đã huy động các lực lượng hỗ trợ mời theo khung giờ để mà giảm bớt cái số lượng người tập trung trong một lần. Đồng thời khi nhân dân đến tiêm thì được phân luồng ngay từ đầu và được chỉ dẫn sắp xếp tất cả từng công đoạn để có được sắp xếp để đảm bảo cho mọi người được tiêm nhanh nhất có thể, đồng thời giãn cách trong phòng chống dịch. Tính đến ngày 15 tháng 9, quận Ngũ Hành Sơn có khoảng 21.300 người đã được tiêm chủng, trong đó hơn 6.500 người đã tiêm đủ 2 mũi. Sau khi hoàn thành đợt tiêm chủng lần này, quận sẽ có gần 50.000 người được tiêm chủng, trong tổng số 60.500 người trong độ tuổi quy định tiêm chủng vaccine phòng COVID-19.